Tại sao dù là glutathione nhưng có loại thì rất đắt, có loại thì rẻ? Và hiệu quả sẽ thế nào khi sử dụng glutathione với giá thành khác nhau như vậy? Đơn giản như thế này, với đồ công nghệ, cụ thể là một chiếc điện thoại, mình không hiểu biết quá nhiều, nhưng thông số mà người ta quan tâm nhiều là phần mềm, ROM và RAM. Đời càng cao thì càng đắt tiền, có đúng không? Rồi chất liệu làm điện thoại, vỏ bằng kim loại sẽ đắt hơn nhựa vì khả năng chịu lực và độ bền của nó tốt hơn. Hơi lan man nhưng glutathione cũng sẽ liên quan một xíu. Đó là công nghệ sản xuất ra một viên glutathione sẽ quyết định giá thành và hiệu quả của nó. Nếu chỉ đơn thuần glutathione đi qua hệ tiêu hóa bằng cách uống thì thường sẽ bị phân hủy thành các acid amin. Đó là lý do vì sao nhiều dòng glutathione giá rẻ không có tác dụng. Nếu có một màng bọc làm glutathione không bị tấn công khi đi qua dạ dày và được hấp thu tại ruột non, nó chính là liposome. Với công nghệ này, giá thành glutathione không thể rẻ được nhưng hiệu quả thì lại rất cao. Hiện nay rất ít dòng uống glutathione có công nghệ này. Các bạn có thể tham khảo glutathione của Codex. Có hai loại các bạn có thể lựa chọn là viên uống 500mg và 1000mg. Trắng khỏe đẹp từ bên trong lại tốt cho gan thì đúng glutathione là lựa chọn không thể bàn cãi. Sản phẩm chính hãng đã có trong giỏ hàng, các bạn có thể bấm vào để được mua với giá ưu đãi nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.